5 chiếc bánh mến chào anh chị em. Theo Vatican News, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài sẽ bổ nhiệm 2 người nữ vào bộ giám mục. Trong phần thứ 3 của cuộc phỏng vấn của hãng tin Reuters, Đức Thánh Cha đã chia sẻ kế hoạch gia tăng vai trò của phụ nữ trong giáo triều Roma, đồng thời thông báo ý định bổ nhiệm 2 người nữ vào bộ giám mục, cơ quan hỗ trợ Đức Thánh Cha trong việc chọn các giám mục. Trả lời phóng viên Philip Pulella, Đức Thánh Cha đã đưa ra những nhận xét cho những câu hỏi về sự hiện diện của phụ nữ ở Vatican, tổng hiến mới ra Encyclica Te Evangelii về cải tổ giáo triều và về những bộ cơ quan của Vatican có thể được giao cho một nam giáo dân hoặc nữ giáo dân phụ trách trong tương lai, Đức Thánh Cha nói. Tôi sẵn sàng làm điều này nếu có cơ hội. Ngay bây giờ, phủ thống đốc có một phó thống đốc. Bây giờ, hai người nữ sẽ đến bộ giám mục, ủy ban chọn các giám mục. Bằng cách này, mọi thứ sẽ mở ra một chút. Sau đó, Đức Thánh Cha nói thêm rằng trong tương lai, Ngài nhận thấy có khả năng giáo dân được bổ nhiệm lãnh đạo một số cơ quan của Vatican như Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Bộ Văn hóa và Giáo dục hay Thư viện Vatican. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, năm ngoái Ngài đã bổ nhiệm nữ tu Raffaella Pezzini vào vị trí thứ hai trong phủ thống đốc thành Vatican và sơ trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức vụ này. Trước đó vào tháng 1 năm 2020, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm tiến sĩ Francesca Giovanni làm thứ trưởng phụ trách lĩnh vực đa phương trong phân bộ các quan hệ với các quốc gia và tổ chức quốc tế của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Đây cũng là người nữ đầu tiên giữ chức vụ này. Các bổ nhiệm đáng chú ý khác của Đức Thánh Cha bao gồm việc bổ nhiệm nữ tu Nathe Libeckwa, người Pháp, thuộc dòng các nữ tu truyền giáo Xavier, làm phó tổng thư ký thượng hội đồng giám mục, và nữ tu Alexandra Mezzili, dòng con Đức Mẹ phù hộ, làm tổng thư ký bộ phục vụ phát triển con người toàn diện.